cập nhật tin tức cô gái mất tích tại thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày cuối năm, giáp Tết Nguyên đán. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, cô gái mất tích tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó được xác định bị sát hại và phân xác thành nhiều mảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 14 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin vụ cô gái mất tích 6 ngày, khi chuẩn bị về quê ăn Tết, sau đó thi thể được tìm thấy ở bãi đất chống khu công nghệ cao tội phạm Thủ Đức. Tại họp báo, Đại tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm. Khoa được xác định là nghi phạm trong vụ cô gái mất tích 6 ngày khi chuẩn bị về quê ăn Tết, sau đó thi thể được tìm thấy ở bãi đất chống khu công nghệ cao tội phạm Thủ Đức. Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2 nhằm 29 Tết, sau khi dụ nạn nhân qua phòng trọ mình để phụ giúp dọn đồ đạc, lúc này khu trọ chỉ có còn lại hai người. Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa, uy hiếp chị Vi Thị Tê để cướp tài sản. Khoa đã tấn công và dùng dao đâm, dẫn đến cái chết của chị Vi Thị Tê. Sau đó Khoa thực hiện hành vi hiếp dâm đối với thi thể nạn nhân, đồng thời chiếm đoạt một lắc tay và một nhẫn trên người chị Tê, hai nhẫn vàng 9.999 và một sợi dây chuyền, một đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của chị Tê. Để che giấu hành vi phạm tội, Khoa đã dùng dao phân xác nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao tội phạm Thủ Đức. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định và tài liệu chứng cứ thu thập được đã có đủ căn cứ và cơ sở khoa học, xác định Nguyễn Đăng Khoa đã thực hiện hành vi cướp tài sản, giết người và hiếp dâm đối với chị Vi Thị Tê. Đây là vụ án với sự việc đau lòng, thay mặt Công an thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi chia sẻ với nỗi đau và mất mát của gia đình nạn nhân. Với góc độ của cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng như Công an thành phố Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố. Tiếp theo, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chúng tôi sẽ kiên quyết điều tra làm rõ bản chất của toàn bộ vụ án, nhằm xử lý kiên quyết, đúng bản chất đối với đối tượng đã thực hiện hành vi nêu trên, Đại tá Trần Thị Kim Lý nói. Cũng tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Trung Hòa, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thủ Đức, thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án. Chiều ngày 9 tháng 2, 30 Tết, Công an phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức nhận được tin báo của chị Vi Thị H về việc em ruột là chị Vi Thị T, 25 tuổi, đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được. Công an phường Tăng Nhân Phú B đã xuống nhà trọ chị T để xác minh thông tin và tổ chức truy tìm tung tích chị. Cùng với người nhà chị T, Công an phường kiểm tra bên trong phòng trọ và ghi nhận không có sự xáo trộn bất thường. Qua thu thập hình ảnh camera nhà trọ, ghi nhận chị T không ra khỏi phòng trọ từ khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 2. Đồng thời lực lượng chức năng xác định chị T vẫn chưa về nhà tại xã Sông Dây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Từ kết quả báo cáo của Công an thành phố Thủ Đức, Ban Giám đốc Công an thành phố nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại. Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, trú cùng dãy trọ trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức với chị T có nhiều biểu hiện bất thường. Chưa đầy 24 giờ truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Khoa khi anh ta đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định và đưa về Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ.